Ok, hello, xin chào tất cả các bạn thân mến của Bankyo. Và hôm nay chúng ta tiếp tục chơi cái trò giải đố này. Nhưng mà sao các bạn nhờ? Nhưng mà mình chưa thấy được cái chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải chọn đồ khách này nè. Đâu phải đâu. Chúng ta phải chọn ra cái điều kỳ lạ ở đây. Ở đâu nhỉ? Ồ, trời ơi, mình biết rồi, thì đó là tìm những tìm những cái đồ vật trên cái vòng khoanh này các bạn ơi. Có chiếc áo này đâu ta? Chiếc áo này em đang trời ơi, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Thì ra một đồng tiền đây, tiền đây chứ đâu. Viên kim cương đó, tại họ mình hiểu được thì mình còn dễ thế này mà không có chút bần nha, thiệt là đáng tiếc. Wow, làm sao để giúp được cô gái có sợi dây này đó? Ôi rồi xong luôn, con khỉ ôm cô gái nhảy xuống luôn các bạn ơi. Bây giờ phải làm sao? Mình sẽ cầm sợi dây này đó, sẽ kéo cô gái được đây, kéo sợi dây này cho cô gái nè. Đó, mình bung cái sợi dây cô gái nắm được rồi các bạn, thấy không? Quá là tuyệt vời. Cô gái này đang cần cái gì? À, cô gái này đang cần một cách mát mẻ hơn nè các bạn, thấy không? Đó, muốn mát mẻ hơn thì mình cho mát mẻ hơn. Có gì đâu. Ok chưa? À, đeo kính nữa. Ồ, cô gái đang ngủ thì làm gì cần xóa đôi kính là được rồi, chứ mình không cần xóa cái áo đâu. Xóa cái áo là quá bậy đó. Trời mưa vẽ đi ô tô. Trời ơi, mình kéo qua là có chiếc ô tô nè. Vượt màn làm sao để xịt đó, xịt là ra được con người đó, là một pho tượng Roman Hero. Tuyệt vời. Vượt màn chọn trái tim đâu mới là cô gái chúng ta. À, biết rồi biết rồi biết rồi, đây với cô này nè đó, hai cô này giống nhau nè. Ủa, cô này với lại cô này với cô này giống nhau nè đó, là cô này với cô này nè đấy. Tuyệt vời tuyệt vời. Vượt màn một chiếc xe luôn, nhún nhảy thì có hai con người nó, nhưng mà không phải đâu các bạn ơi, chúng ta đó, các bạn coi bên trong này thấy không? Đừng bao giờ mà suy nghĩ tùm lum, làm sao để cứu được cô gái này đây? Có cái chiếc cây nè đó, mở khóa. Trời ơi, thì ra cái chìa khóa nằm sau cái kia mà làm lấy chiếc cây mình nạy cái cửa ra cứu cô gái chứ. Bước mang rồi, ok, tiếp tục chúng ta sẽ tìm những đồ vật trên người cô gái này các bạn ơi. Đó, wow, các bạn thấy, trời ơi, mình lướt qua một cái sơ sơ là cũng thấy ra rồi các bạn, thấy không? Mình quái là cái game này. Cô gái này muốn trang điểm để đi hàng đúng giờ à? Quay cái giờ lại cho quái trang điểm. Đó, tuyệt vời, vượt màn. Anh chàng này sao nó ngồi lên gì đây? À, anh chàng nó suy nghĩ gì đó. Đó, mình vẽ theo cái đường nó gạch gạch nè. Rồi, ủa sao rồi ta? À, anh ta đang cần một miếng giấy các bạn à. Anh ấy đang suy nghĩ gì? Anh ấy suy nghĩ gì kìa? À, thì ra mình quạch là có cho anh ta cái điện thoại các bạn. Vượt màn, quay không có trộm cô gái làm sao đi cứu được cô gái đây? Giấy cái kìm đi anh trộm ơi, đây kìm đây, kìm đây nè. Mình đưa cho anh ta chiếc kìm mình. À, bỏ này, bấm. Đấy, rồi bấm. Đúng rồi. Trời ơi, cứu cô ta còn đập nữa. Trời ơi, cái quân què gì đây? Đưa cái móc. Ơi, trời ơi, trời ơi, trời. Thì ra mình phải lấy cái móc cho cô gái này các bạn ơi. Đó, một vô kính nè. Đó, còn nữa đâu rồi. Từ 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 từ. Từ 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 từ, các bạn cứ bình tĩnh. Bình tĩnh rồi ai cũng sẽ có thôi. Tuyệt vời, vững mang. Làm sao để bật tivi à? Có cái móc nè.
Trời ơi, đố có gì khó không đi? Này thì bỏ cái chén vô chứ có gì đâu. Còn câu nào khó hơn không? Con mực này nhìn cái gì vậy? Che cái con mực lại. Ồ, không phải con mực đâu các bạn ơi. Một đây là một anh chàng đó. Thiệt sự là anh chàng này quá đáng lắm. Vượt mang. Đâu là con mèo đâu? Cho nó cái xương. Nó là biết là con chó được. Ủa? Đâu mới là con chó? Con chó phải thèm xương nó. À, mình đưa khúc xương nó mới mới quanh cái đầu lại các bạn thấy không? Đúng là con chó mà. Play no, no time vượt màn. Này là không phải là một cô gái bình thường đó, biết ngay mà. Một cái ông gớm Chicago que luôn. Vượt màn.